Hello tất cả mọi người. Đấy, bạn mình có kèo để ra ly hen. Thấy men này mới mới như sao ấy. Lost. Đặt tên là thấy ok rồi đấy. Chúc cậu may mắn. Đây trời ơi. Nó ra ly rồi nó hủy nó làm. Dạo này mình gả kèo không được á cậu ạ. Đấy. Thấy vàng thì được ra đế đế chứ đi kèo mấy phát này thì ok rồi thôi rồi không hóng các cậu hóng đồ ấy cậu ơi này trời đất ơi một cái vàng này cậu ơi trời má ơi một bể máy nó mình cũng lực cũng đâu có thua hơn bao nhiêu đâu nó không đánh mình. Trời ơi. Ok. Cù bóc các bạn. Khá là cùi nha. Không quá mạnh. Nói chung là cỡ mình đét vẫn được. Đấy, hạt mình đét vẫn được. 15M, 15 không cháy. Lý. Chơi cánh thỏ. Đét kỵ cung mà. Hỏa linh thì vẫn xài ok nha. Nói chung là cũng tạm tạm đẹp. Nói chung là các bạn lên lính nhiều và các bạn không xài được những bét cấp thứ ba thì các bạn có thể xài từ 4 tới 5. Trời 15 mà lính mà đâm hôm qua thấy nể luôn ấy. Thì cỡ kiểu kiểu gì mà đâm 15 15 mà lính mà đâm hôm qua chắc hạt mình còn lâu à. Chấp nghịch lính luôn má. Tướng nạp cũng nhiều chứ bộ bốn tướng nạp. Ok hen. Đấy, nói chung thì có cái đồ không cao thôi chứ tướng và bét thì ổn. Đẹp. Với đại tư 4 nhiều chứ ít ít tê 5. Đây đét, nói chung là tướng đét ok, tướng bét thì mình không đồng tình lắm thôi, chứ nói chung là ít ít lính thì vẫn xoay xoay mình vẫn xoay được. Tại 15 mà lính thì không vấn đề các bạn. 15 mà lính vẫn xoay đi chơi được. Chủ yếu là chết T2 thôi và mọi người có tiếp viện T4, T5. Không không ra lì quá. Trời mẹ. Thiệt. Thế đẹp chứ kiểu thằng khứa này nó làm cái gì mà hơi buồn tình á. Hết thở rồi, nãy nó cánh thỏ một lần rồi. Lần này là chỉ cầu mong mà bét cứu rồi. Đấy, con dạng cứu không cứu thì thôi chứ không là đi tù. Đấy, bên bên đang on nha. Bên mình mới gọi lên. Trời. Đó, sao tôi sao nó không quánh ta. Buồn. Tại mình đang on. Còn kiểu này giờ đang giả ớt nữa. Dớp mà lên đó rồi trời bộ nãy các bạn bộ hồi nãy đó đây đồ đây đồ hơn mình quá nó quánh nó lửa với thằng mạnh hơn mình ở bay luôn chạy ơi ơi sao chữ nó bị táp nó nhảy chữ ra này chắc mình nghĩ là nó mới mua ạ các bạn thiệt á. Mình đánh giá là thật sự là tướng và bét ok nhưng mà về đồ và cổ vật thì nó lại không cao. 3M7 nè, ở đây 3M7 nữa này. Đây chiến báo khá là thấp, thật sự khá là thấp luôn. Đây. Đồ men này bự mạnh hơn mình nữa nhưng mà nó đánh đéo đến đến đánh nặng mình. Đây. Đồ kiểu như thế này thì cũng ok rồi, vô hàng cũng tạm tạm. Biết rồi, chắc mới mua ạc gì chơi. Cái gì vậy? Tăng giảm HP, tăng giảm đét xếp các bạn. Chuẩn nguyên thủy luôn. Nói chung là vẫn ok, tại vì đét xếp thì mình không chú ý tới trọng lắm. Thời đó mình cũng định lên combo như thế, bốn con ấy. Nhưng mà không không lên nữa các bạn, mình đổi lại. Chứ nói chung là nó cũng không phải sai. Rồi. Đét xếp thì các bạn không nên chú trọng quá. Đó, này có T4 này, tiếp viện T4, T5 này. Đó. Nhưng mà vẫn thiệt hại thì chỉ thiệt hại T2 đâu, có T3 đàng hoàng. Nói chung là không xuyên qua T2 thì không tới T3 đâu, nên không sợ. Nói chung là lên đều thì các bạn thoải mái về vấn đề. Đó. Nói chung là bét, bét thì ok, mọi người thấy không? Mọi người thấy ok không? Đẹp. Bét tướng thì ok, nhưng mà có cái là về, nói chung là vẫn vẫn còn khá yếu. Hồi nãy 15M mà đâm không qua nữa. Đây, chủ yếu là chết về T2. Nãy mình tiếp viện không kịp, mình xin vào một lính. Trời ơi, chắc mới mua ạc luôn á. Đâm chán vãi.
Mắc tướng rồi, đây gọi gọi khay lên đập đó. Niệm cậu đây má ơi, gãy má thiệt sự, chơi luôn nè. Hả, làm kèo lên kèo các bạn ạ. À. Đấy, thì mắt tướng thì mình cứ chơi thôi, khoái mà khoái, gần chết, mình không có thảm nha mọi người. 40 mấy phút rồi, mọi người thảm đâu hết rồi. Mình không có thảm nha, mình bắn hết thảm rồi. Xong rồi, trời đâu ai, mấy má ơi, chết rồi. Trời ơi. Đấy, ok, tới rồi. Nói chung mình đang đâm ba loại nên không vấn đề các bạn. Nên mình đâm đó. Trời mẹ. Ngon. Chọn 13 mà bút 37 ghê. Bút bút x3 lên mới ghê chứ. 13 rưỡi nha, 13 15. Phương trận bộ, phương trận xa. Cái tầm xa à, chết 3 mà lính. À, đẹp. Ok. Nó hết cuồng chiến hết giờ, hình như nó hết rồi. Mình sao chiến báo hay bét thủ thì nói chung là dân nạp mua ạc này, chắc mua ạc ạc VIP Pro luôn các bạn, nạp không nổi đâu thật sự, đuối lắm. Nên bỏ qua cái khoản bút nạp này kia đi, mày nó hết cuồng chiến rồi. Nãy tính lại lại cái thời gian rồi, nãy nó ra đi phát đồ hết rồi. Rồi hết rồi, hết rồi rồi, ok, xong rồi mới chiến báo rồi. Chửi là tay 4 tay 5 đó, mét 3 loại 15 năm nó vẫn thiệt hại về tay tay 2 tay 1, có tay 1 tay 2 kiểu soi soi thôi đó. Bét nè đấy, tướng nạp nè, mấy con này là các bạn ok về khoản nạp nha đó. Nó tăng chỉ số khá là đẹp, mình chết cũng ít, 26k rồi, má nó đã giờ ưng kìa. Ôi trời ơi. Rồi thì clip của mình tới đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký và cái chuông để nhận được cái thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bye bye mọi người. Đấy, nói chung cũng ok thôi. Hủy rồi.